anh ta đối xử với phụ nữ tệ quá. Vì anh ta mà mình hỏng việc mất. Thích hôn nhau thì cứ thế mà hôn, tại sao lại lấy áo của người khác làm thảm chứ? Thật là bực quá đi mất. Ma Ưng Hi, cô Ma Ưng Hi. Dạ. Ma Ưng Hi. Ổn rồi. Vâng, tôi sang ngay đây. Cố gắng làm tốt nhé. Cô biết đây là mẫu quan trọng và là niềm hy vọng của chúng ta rồi chứ. Vâng, anh đừng lo. Chị ơi, chị... Ma Ưng Hi. Chị ơi, chị, không được. Ra đi, Ma Ưng Hi. Cô ra đi cho tôi nhờ, tôi không cố ý. Tôi bảo cô ra đi mà lại. Thưa trưởng phòng. Nâng cốc. Sức khỏe phi thường của cô Ưng Hi cũng là vấn đề đấy. Sao cô không biết giảm bất lực khi làm việc này nhỉ? Thà cô cứ làm vận động viên có phải tốt hơn không? À đúng rồi, môn ném tạ. Cô thấy môn ném tạ thế nào? Nhưng vì lý do gì mà cô lại muốn trở thành người mẫu đến thế? Chin U à? Thật ngạc nhiên, vì ở đây mình cũng được xem chương trình của cậu. Đến đây rồi, còn xem tin tức Hàn Quốc làm gì chứ? Các bạn vừa xem xong chương trình thời sự của đài KBC. Thời tiết mùa này thật hợp với những đôi lứa yêu nhau. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Làm gì thế không biết? Chương trình thời sự mà lại nói như vậy sao?
Sao lại chào khán giả như thế? Cô đã làm phát thanh viên mấy năm rồi hả? Nếu cô cứ làm việc kiểu này, thì tốt nhất là nghỉ đi. Anh đã luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc. Chúng ta đã từng có những giây phút tuyệt vời bên nhau. Được ghi vào ký ức, một trang, hai trang. Thôi đi, anh Han Chi-u. Những cô gái khác rất thích bài hát này mà. Anh làm gì vậy? Chỉ một bản nữa thôi. Không phải chúng ta đã chia tay nhau rồi sao? Bản nhạc này, ngoài em ra, anh không thể nhảy với một phụ nữ khác. Em đã cười phải không? Chắc chắn là em vừa cười đúng không? Đúng vậy, em thua anh rồi. Em cười... Anh định nói em cười rất đẹp chứ gì? Anh tưởng chỉ khi em cười mới đẹp. Nhưng không ngờ em khóc cũng đẹp lắm. Dù sao em cũng cảm ơn anh. Dù bị anh bỏ rơi, nhưng không ai trách anh được lời nào cả. Bây giờ thì em đã rõ điều đó. Này, liên lạc cho Han, bảo cô ấy đến ngay. Alo? Han Chin-woo xin nghe. Ơng Nghi à? Ôi, Ơng Nghi, yêu quý của mình. Sao bây giờ cậu mới gọi điện? Cậu mong mình à? Tất nhiên rồi, mình nhớ cậu lắm. Còn cậu, cậu không nhớ mình sao? Mình đã nhìn thấy cậu rồi, bản tin lúc 7 giờ. Ở đây, mình cũng được xem cậu đấy. Thế à? Cậu thi có tốt không? Gì cơ? Cũng xong rồi. Xong rồi. Chúc mừng cậu Ơng Nghi à. Cậu sắp trở thành người nổi tiếng rồi. Không lâu nữa, cậu sẽ trở thành khuôn mặt ấn tượng nhất của Hàn Quốc. Biết Naomi Campbell, cô người mẫu lý tưởng của mình rồi chứ? Mình biết. Biết chứ. Nhưng Chin-woo này, mình lại bị trượt. Ơng Nghi à, có anh chàng nào muốn gửi trái tim cho cậu phải không? Sao? Tại sao cậu lại hỏi vậy? Thật ra mình rất ghen tị vì không được gần cậu. Còn sao nữa, đến nơi đất khách, cậu sẽ có cơ hội để gặp một người bạn trai ở đó. Đó chẳng phải là mơ ước của nhiều người hay sao? Ơng Nghi à, dù sao...